Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và các bạn đừng quên like cũng như là subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Và tiếp theo đây sẽ là một tin tức đến từ cô nàng diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo. Nhiều nguồn tin cho biết rằng không chỉ tỏ thái độ hách dịch, Song Hye Kyo còn có biểu hiện trốn thuế khi tới Trung Quốc dự sự kiện. Bài viết về thái độ của Song Hye Kyo thì đã nhận lại rất nhiều những chỉ trích từ netizen. Vậy thực hư chuyện này như thế nào? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé. Trang QQ của Trung Quốc ngày hôm qua có bài viết về tin đồn Song Hye Kyo tỏ thái độ hách dịch, không hợp tác với ekip của ban tổ chức khi làm đại diện cho một nhãn hàng Trung Quốc. Bên cạnh bài viết này, một người khác cũng chia sẻ câu chuyện gây xôn xao. Người viết tỏ ý nghi ngờ Song Hye Kyo có biểu hiện trốn thuế khi làm việc với đối tác Trung Quốc khi yêu cầu event phải trả tiền mặt là euro cho cô. Trang BJS còn dẫn thêm bài viết năm 2014, Song Hye Kyo vướng vào scandal trốn thuế năm 2014 khi đóng thiếu số tiền lên tới 52 tỷ đồng trong vòng 3 năm. Sau đó, đại diện của bà xã Song Joong Ki đã lên tiếng xin lỗi vì vụ việc này và cho biết lỗi không thuộc về cô mà về công ty chuyên tính toán thuế, đồng thời khẳng định sẽ không để sự việc tái phạm thêm. Người này còn cho biết, trong một sự kiện, ekip của Song Hye Kyo cũng tỏ thái độ trịnh thượng và phát hiện có người chụp lén nữ diễn viên, sau đó liền cưỡng chế bắt phóng viên phải xóa ảnh. Mãi một lúc sau, ekip mới phát hiện ra tấm ảnh phóng viên chụp chỉ là ảnh chụp thử, kiểm tra máy ảnh thì liền tẽn tò, tìm ekip tuyên truyền sự kiện để nổi nóng, trách móc công tác bảo an tại đây chưa được nghiêm ngặt, yêu cầu ekip phải viết thư tay xin lỗi. Trước đó có bài viết tố Song Hye Kyo hạch sách, tỏ thái độ khó chịu, không hài lòng với khách sạn A mà ban tổ chức sắp xếp nên đòi chuyển qua khách sạn B. Tới đây, khi phát hiện trong phòng không có gương soi toàn thân, cô bắt nhân viên mang gương từ khách sạn A tới khách sạn B. Cô còn bắt nhân viên ra ngoài lúc 10 giờ đêm để mua lại màu sơn móng tay mà cô làm hỏng. Ban tổ chức có sắp xếp cho kiều nữ xứ Hàn một thợ làm nail, tuy nhiên cô lại không muốn làm việc với người này chỉ vì không muốn người lạ động vào tay. Vâng, và nổi tiếng thì luôn đi kèm với nhiều tai tiếng đúng không? Và thông tin về vấn đề này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên S News. Các bạn đừng quên like cũng như là subscribe kênh nhé!